Xin kính chào quý vị và các bạn. 24 giờ qua, thời tiết các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì trạng thái trời nhiều mây, đêm không mưa, sáng âm u, trưa chiều có lúc hửng nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ đo được lúc 13 giờ trưa nay dao động từ 25 đến 26 độ, tăng từ 1 đến 2 độ so với trưa ngày hôm qua. Đêm nay và ngày mai do chịu ảnh hưởng của khu vực rìa đông vùng áp thấp phía tây sau ảnh hưởng của dìa phía nam rãnh áp thấp đối với vùng áp thấp phía tây bị nén yếu bởi bộ phận áp cao lạnh lục địa ở phía bắc kết hợp với hội tụ gió trên mực 5.000m nên thời tiết các khu vực trong tỉnh được dự báo là trời mây thay đổi đêm và sáng có mưa rào nhẹ rải rác ngày giảm mây hứng nắng gió đông nam cấp 2 nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ và cao nhất trong ngày dao động từ 28 đến 29 độ cụ thể cho từng khu vực như sau khu vực phía đông bắc tỉnh gồm thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, các huyện Kim Thành, Nam Sách và Thanh Hà. Trời mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào nhẹ rải rác, ngày giảm mây hửng nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ từ 80 đến 87%. Khu vực phía tây nam tỉnh gồm các huyện Cẩm Giang, Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Tứ Kỳ và Ninh Giang. Trời mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào nhẹ rải rác. Ngày giảm mây, hửng nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm từ 81 đến 89%. Khu vực thành phố Hải Dương, trời mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào nhẹ, ngày giảm mây hửng nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ, độ ẩm từ 82 đến 88%. Thông tin về thủy văn 24 giờ qua mực nước các sông xuống và giao động theo ảnh hưởng của thủy triều. Mực nước lúc 7 giờ ngày hôm nay trên sông Thái Bình tại phản lại là 0,74. Ngày mai mực nước các sông tiếp tục xuống và giao động theo ảnh hưởng của thủy triều. Sông Thái Bình tại phản lại đỉnh chiều lúc 9 giờ 30 ở mức 0,70 đến 0,80. Sông Hồ tại Bá Nha đỉnh chiều lúc 7 giờ 30 ở mức 0,75 đến 0,85. Và cuối cùng sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.